Thưa khán giả cho bà con, hiện nay thì nhiều nhà vườn trồng ớt sừng vàng ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang được thương lái thu mua với giá cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Bởi thời điểm này thì không phải là mùa ớt sừng vàng đâu, nguồn cung thì ít cho nên được giá ớt Sơn giang thì thường dễ bị dập, bị hỏng khi mà gặp mưa ẩm. Mà dự báo trong tuần tới tại Hậu Giang đều đang xuất hiện mưa dông về chiều, thậm chí có ngày mưa lượng khá kèm theo dòng mạnh. Vậy vậy bà con tránh thu hoạch ớt vào thời điểm này. Còn từ sáng đến trưa thì trời dần có nắng, nhiệt độ cao nhất cho đồng ở ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Không chỉ riêng Hậu Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ có mưa nhiều trong cả 10 ngày tới. Mưa tập trung vào buổi chiều, diện rải rác đến nhiều nơi, cảnh báo sẽ có những điểm mưa to kèm theo dòng xét và gió giật mạnh. Trước khi có mưa thì trời dần có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất cho đồng ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ còn về thời tiết ngày mai ở cả khu vực Nam Bộ sẽ có mưa dông từ 14 giờ trở đi mưa trên phạm vi rộng có điểm mưa to dồn dập từ 50 mm trong 1 đến 2 tiếng dễ gây ngập úng cục bộ cùng với đó là nguy cơ cao kèm theo dông xét và gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác dao động ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.